Thưa các bạn, cần vào cuộc ngăn chặn nguồn phát tán cuốn chính trị bình dân của kẻ phản quốc Phạm Đoan Trang. Cái tên Phạm Đoan Trang không ai xa lạ với những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ thông qua những hành vi thủ đoạn chống phá nhân dân Việt Nam nhằm trục lợi cho bản thân. Lâu nay, chúng ta vẫn biết đến kẻ lẻo mép phản quốc Phạm Đoan Trang với vai trò nhà đấu tranh dân chủ thường xuyên tham gia vào các cuộc biểu tình gây rối và sau đó là vai trò trợ lý đắc lực cho Trịnh Hội dưới vỏ bọc tổ chức The Voice do tổ chức khủng bố Việt Tân thành lập dưới sự bảo trợ của Quỹ Phát triển Dân chủ Quốc gia NED. Ở vai trò trên, Phạm Đoan Trang hẳn cũng giàu lên một cách nhanh chóng như chủ của nó là Trịnh Hội. Trịnh Hội từ một kẻ nghèo kiết xác lập nghiệp ở Mỹ khi nhận được ân sủng của Hoàng Tứ Duy, con trai của Hoàng Cơ Định và là cháu ruột của Hoàng Cơ Minh, trao cho chức giám đốc tổ chức The Voice đã nhanh chóng giàu lên một cách bất thường. Theo tố cáo của con trai cố nhà báo Đạm Phong, thì Trịnh Hội sở hữu đến 3 căn biệt thự khủng ở Mỹ và rất nhiều tài sản có giá trị khác. Vậy Trịnh Hội làm gì mà giàu lên nhanh chóng đến như vậy? Hẳn Phạm Đoan Trang cũng giàu lên không kém với những tài sản lớn của mình ở bên Mỹ. Nhúng chàm và không rút được chân, đó là cái giá mà Phạm Đoan Trang phải trả khi bị điều chuyển từ trợ lý cho Trịnh Hội sang làm công việc đấu tranh chính trị độc lập, thông qua việc viết cáo trạng và viết sách. Thực chất, sách Chính trị bình dân không phải do Phạm Đoan Trang viết ra, vì thị không đủ tầm để viết, nhưng thị phải đứng tên tác giả làm bình phong cho những tay viết gạo cội trong làng đấu tranh dân chủ như Bùi Tính, Tạ Phong Tần, Cù Quy Hà Vũ và một số nhân vật khác. Rõ ràng, cuốn sách Chính trị bình dân được phát tán trên mạng dưới nhiều hình thức như tự tay Phạm Đoan Trang phải đăng ký mở gian hàng bài bán sách trên Amazon, ấn bản và dạng file ebook trên trang sách.com. Mới đây, các ấn phẩm sách Chính trị bình dân cùng 3 ấn phẩm khác cũng được bài bán trên Amazon khi tuồn về Việt Nam đã bị cơ quan an ninh hải quan Đà Nẵng thu giữ. Theo kê khai trên trang bán hàng Amazon, cuốn Chính trị bình dân được xuất bản bởi Rebecca. Từ Rebecca, nếu tra trên Wikipedia thì một DBA của On Demand Publishing LLC và như vậy một phần của nhóm các công ty Amazon. Mô hình kinh doanh dựa trên ý tưởng in theo yêu cầu, thay vì cấp tiền và tạo ấn bản cố định, nội dung được số hóa. Chỉ khi đặt hàng, theo yêu cầu, sách hoặc tàu mang dữ liệu được in hoặc tạo. Rebecca cung cấp xuất bản và phân phối sách và mạng dữ liệu, và như một nhà cung cấp dịch vụ hệ thống, cũng đảm bảo phân phối cho họ. Sách có 502 trang được xuất bản vào ngày 19 tháng 9 năm 2017 và có giá bán rất rẻ là $20. Như vậy, thông qua một kênh xuất bản trên Amazon, Phạm Đoan Trang đã cho xuất bản cuốn Chính trị bình dân dưới hai hình thức ấn phẩm là dạng e-book nhằm tuyên truyền về thứ chính trị suy đoán, vu cáo về tình hình chính trị, tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Với những thông tin trên, cơ quan chức năng Việt Nam cần điều tra làm rõ và can thiệp kịp thời đối với hai kênh tuyên truyền cho thứ chính trị phản động này, kênh bán hàng trên Amazon dưới dạng ấn phẩm và trên trang web tramsach.com. Đối với đối tượng Phạm Đoan Trang, hiện cơ quan an ninh Bộ Công an đang tiến hành điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Nhiều người đã nói rằng bất ngờ khi Đoan Trang, tức Phạm Thị Đoan Trang, thành viên cốt cán của Hội Anh em Dân chủ bị bắt. Lý do họ đưa ra là tại sao không phải trước Tết hay trong một dịp ngày rộng tháng dài mà cơ quan điều tra Bộ Công an lại bắt Trang đúng vào ngày mùng 9 Tết âm lịch, thời điểm mà nhiều người Việt Nam đang chưa hết không khí xuân thì. Vả lại, cách thức chống phá của Trang cho đến vẫn là chiêu thức cũ, viết bài chống phá và phát tán trên mạng Internet. Tuy nhiên, đó suy cho cùng là cách hiểu của những người chưa hiểu chuyện. Trong nền dân chủ Việt đương đại thì Đoan Trang không phải là cái tên gì đó quá xa lạ hay mới mẻ đối với dư luận. Ả vẫn suốt ngày ra rã chống đối trên mạng sau lần ra tù gần đây nhất. Cộng tác với Ả còn có cả một đám ruồi nhặn mà đa số là những kẻ thất nghiệp. Và với cách thức lôi kéo này, nên từ sau khi người đứng đầu Hội Anh em Dân chủ là Nguyễn Văn Đài xa lưới và đang trong giai đoạn điều tra, do quy tụ được đông đảo người tham gia nên vô tình Trang đã sắm cho mình cái vai trò thủ lĩnh, dẫn đầu và hướng dẫn đàn em thực hiện mưu đồ chống phá để kiếm tiền từ bên ngoài. Nói như thế để thấy bản thân Trang luật khoa tạp chí do Trang và đám voi bên ngoài.
tức Định Hội sáng lập, điều hành. Nhưng để duy trì nó thì Trang đã đưa và huấn luyện rất nhiều đàn em cùng tham gia. Và do quá yên tâm với việc đặt máy chủ ở nước ngoài, nên dù đã rất nhiều lần bị triệu tập làm việc và yêu cầu dừng việc phát tán đăng tải các tin bài có nội dung chống phá trên mạng Internet, nhưng Trang vẫn dửng dưng coi như không. Thậm chí, ả còn nhiều lần có lời lẽ thách đố và thóa mạ cán bộ công an, đại diện chính quyền khi được tiếp chuyện. Chưa hết, với độ lì và hiếu chiến có thừa của mình, Trang đã không ít lần có những sự thách đố thóa mạ cán bộ công an trong các vụ việc liên quan đến đồng đảng của mình. Và thay vì nhận thức được sự việc, chủ động xin lỗi và tiến tới hoàn lương, thì nhà Dân Chủ hơn một lần vào tù này còn trân tráo thách thức. Còn dùng xéo mãi cũng quặt, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện Đoan Trang bị bắt có lẽ vì thế là chuyện tất yếu, chỉ tiếc là nó không xảy ra sớm hơn mà thôi. Ngoài ra cũng xin lưu ý thêm, là một mắt xích trong hội anh em Dân Chủ và với vai trò của mình thì việc bắt Đoan Trang được cho là sẽ thúc đẩy đưa vụ án sớm ra xét xử. Việc Đoan Trang bị thay đổi tội danh từ tuyên truyền chống nhà nước sang hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hoàn toàn có thể xảy ra nếu cơ quan công an chứng minh được hành vi phạm tội. Những gì đang chờ Đoan Trang đang ở phía trước có vẻ như rất u ám. Và thưa các bạn, đến thời điểm hiện tại, nhiều thông tin mới chỉ xác nhận Đoan Trang bị triệu tập lên làm việc. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không chỉ có thế, Đoan Trang đang bị bắt thì đúng hơn. Bởi với một kẻ già miệng và khó chơi có tiếng như Trang, thì để động tới ả hoặc cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an phải có được cái gì đó làm tin và phải có cơ sở để kết tội hoặc khiến ả phải im miệng. Cho nên, việc Đoan Trang bị bắt xét dưới nhiều góc độ, trong đó có điều vừa nói là hợp lẽ và thuyết phục. Còn về thời điểm Trang bị bắt thì có lẽ cũng vô vàn. Và xin thưa, trong rất nhiều điều được chỉ ra thì luôn có sự ngẫu nhiên. Đó là lý do chúng ta không nên bàn tới điều này. Còn vì sao Trang bị bắt thì ngoài chuyện tội danh cụ thể là hành vi chống phá bấy lâu nay của ả, thì một lý do khác ít được nhắc tới và cũng xin được nói ra là như nhiều Trang khác đã xác nhận, Trang là mắt xích, thành viên quan trọng trong tổ chức chống phá mới bị bắt hàng loạt thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Thậm chí, sau khi Nguyễn Văn Đài và nhiều thành viên cốt cán, chủ chốt khác bị sa lưới như Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, Phạm Văn Trội ở Hà Nội, Nguyễn Trung Trực ở Quảng Bình, Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh, Nguyễn Bắc Truyển ở Đồng Tháp, thì với sức vóc và sự ảnh hưởng sau một quá trình đánh bóng tên tuổi của mình, thì Đoan Trang đã trở thành thủ lĩnh dù không chính danh. Và với riêng điều này, nhiều kẻ đã không lấy gì làm ưa đối với Trang, dù không thể thay đổi. Và với một vai trò như thế, nên việc Trang bị bắt đương nhiên có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn. Hay nói cách khác, đây không loại trừ là mẻ lưới cuối mà cơ quan công an thực hiện trước khi phá rã hoàn toàn và xử lý những đối tượng trong tổ chức phản động của Hội Anh Em Dân Chủ. Trên thực tế, vụ án Nguyễn Văn Đài và đồng bọn rất nhiều lần đã được báo và sẽ được đưa ra xét xử, nhất là sau khi Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh bị bắt và nhận tội. Nhưng có vẻ như tất cả chỉ là dự báo, vai trò của Trần Thị Xuân không lớn nên vụ án thực sự chưa kết thúc. Nhưng đối với Phạm Đoan Trang thì có vẻ như lại hoàn toàn khác. Với tài viết lách từ thời còn làm công tác tại báo Tuổi Trẻ, sự chống đối của Trang đã có quá trình và ít nhiều có tác động tới quyền của các chủ thể được pháp luật bảo vệ, trong đó có nhà nước. Cho nên việc Trang bị bắt có ý nghĩa rất quan trọng. Với sự quan trọng của Trang thì sau khi ả bị bắt, dù còn rất nhiều đối tượng khác chưa sa lưới, nhưng có thể cơ quan an ninh điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ để truy tố và đề nghị xét xử công khai trước pháp luật.